mình đi không phải giống nữa Út Hoàng ơi, mà y chang luôn á, không phải gì Út giống. Nghĩ Út nó tuồn hoài à. Đây còn đây là ai? Cái gì? Ừ. Ê, ngồi ghi giấy sao ngồi đau khổ vậy? Có. Có ghi một ở trên ngày sinh, ở dưới là ngày mất. Ngày sinh với ngày mất luôn. Gì vậy hả? Con ghi luôn. Con thích mũi gì hả? Con ghi ngay ngày mất luôn. Rồi, ghi hay dốt đi. Chứ đâu có ghi giấy. Ghi hay dốt. Ghi giấy với tôi hoài vậy? Mẹ gì đó nó được rồi. Đúng rồi, con ghi là cũng như ngày dần dần với là được bao nhiêu tuổi thì nó ghi cái đó thì rõ ràng. Cũng như địa chỉ là ở đâu á, ghi cái mã cho mình gửi. Con phải để tên con chỉ để là gửi thôi, gửi cho mẹ hay là cho ai cái này cho năm bạn. Cái này là tình nghĩ ra người ghi giấy để mà tí hồi đốt xuống á mọi người. Có bác nữa. Đây. Đúng rồi, bình thường con sẽ ghi luôn ngày sinh với lại ngày mất luôn. Ủa giống rồi. Mà khác năm ổng thôi sao này. Sinh nhật đó hả? Hồi tháng 12 là đúng rồi. Khác đó. Chị Út cũng là năm mộ của bác đó mọi người. Trời, nói chung là cỡ tuổi mấy vị mấy cô là ai cũng cách bác đó mọi người. Tuổi thơ của mọi người đúng không? Tuổi thơ của em luôn. Trời ơi. Ngồi tướng đau khổ gì mày. Mỹ là y như bác gái luôn mọi người ơi. Mỹ giống như kẻ mắt gái. Và bàn thờ bác cũng có gì không? Đây, bàn thờ của bác. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày nha, đúng rất là trang hoàng, gồm có hoa tươi và trái cây. Đây là bác của chúng ta. Em tranh thủ quay một chút chiếu cho cả nhà mình xem. Ngày hôm nay là ngày giỗ của bác gái, là mẹ của Mỹ Mỹ mọi người ơi, bác Tư gái nha, em này đám giỗ bác Tư gái. Rồi cả nhà ơi, em đã lên trên tầng 3 để mà thắp hương cho ông bà tổ tiên mọi người. Và đây là hôm nay là mâm cúng đám giỗ của bác gái cả nhà. Mời cho cả nhà mình xem nha. Đây là giỗ của bác gái mẹ của Mỹ Mỹ mọi người. Một tí nữa là em với Mỹ Mỹ sẽ đi lên chùa. Trời ơi, đồ thấy ghê quá mọi người ơi. Quá trời đồ đẹp. Không biết bao giờ mới di dời đây mọi người ơi. Quá nhiều rồi cả nhà. Ở đây còn nữa nè. Ở trong đây còn nữa. Cũng là đồ của người ta luôn á. Căn phòng này là căn phòng kho. Trong đây cũng rất là nhiều đồ đẹp. Đó, bị niêm phong ở trong đó đó mọi người. Đây là cả nhà ơi. Nói được rồi chị. Đây là mâm cúng ở dưới nhà. Đây, YouTuber mới nhú quay YouTuber chuyên nghiệp. Đây nấu cho các bạn ạ. Cái quả này rất sát. Cái món này là gì? Út Mỹ nấu. Cái này với sát này mới đem qua đây cắp cái này này. Cái này là bỏ này là ổng này là ổng với sát. À dạ dạ. Trước là gì Út làm bò kho ha. Cái này là bò hầm. Cái này là bò hầm chứ phải là lỗ bò ha. Cái này bò hầm đúng không? Hầm với nước bèo cũng được. Tổ nước này làm nhau tiếng bò viên. Có cái nấm đông cô nữa không? Dạ. Tới hồi dốt sẽ qua quán một tí bò viên của ông Bân nha mọi người. Cái này là chả. Chả viên nè. Dạ. Cái này là sốt kè. À đó đúng rồi. À, dì Út nè mọi người.
đâu? Cái này nha. Đây. Đây, cái này là gì? Dạ. Vậy tay nhé. Đây nha. Tôi để cho chị thấy dùng. Phải cho chị. Đúng chứ. Không ra cái dùng. Trồng măng hái mướp rồi bắt cá rồi nuôi nhím tưới nhím hay là mi sun hay là cái chị Trang gì đó, Trang Mobifone, chị Trang Vina, thì cơ bản rằng đó là lớn hơn đôi ba tuổi hoặc là năm bảy tuổi gì thì cũng là một trang với nhau. Nhưng riêng anh Lê Tính thì nói thẳng ra là anh là giống là chú rồi, là cái vai vế chú rồi, mà đã từng là bạn của nghệ sĩ nữa, cùng kề vai sát cánh. Chính anh là người đã từng kể những cái câu chuyện mà anh cho rằng anh tận mắt anh thấy, là của nghệ sĩ từng lưu diễn ở nước ngoài, là bận cỡ nào bận cũng phải dành thời gian đi mua bánh mua quà gì. Cũng chính anh là cái người nói Hồng Loan á, người mà của nghệ sĩ yêu thương nhất. Nhưng rồi cũng chính anh bây giờ quay ra em con bé. Xin lỗi mọi người, Nam nói một câu lại Bình Dân tiếp. Tại mỗi lần mà nói từ Bình Dân là Nam phải xin lỗi mọi người. Trời ơi anh Tính ơi, anh ỉa ra anh ăn lợi kỳ lắm anh. Mình là nghệ sĩ đó chứ. Những gì anh nói, những gì anh công kích, kể cả những gì anh bịa đặt thế cho Hồng Loan, thì về cơ bản do anh là người có quốc tịch Mỹ, pháp luật Việt Nam không có chi phối anh được. Pháp luật Việt Nam không thể nào can thiệp vô một cái công dân Mỹ như anh được. Nhưng mà bây giờ em nói thiệt với anh nè, mặt mũi nào anh về Việt Nam khi cái vụ án này nó kết thúc? Mặt mũi nào anh về Việt Nam anh đối diện với cậu Linh, với anh, cái người anh mà anh nói là mà anh nói là thân thiết đó, mặt mũi nào mà xui xui anh về Việt Nam, khéo anh ăn dịch lộn luôn á trời, không dịch lộn mà không có lụt á. Ông trời ông cho ta cái tài năng và anh sống trên cái tài năng đó của anh. Anh cũng đâu có thiếu thốn đâu, tới thời điểm này một Việt kiều ít nhiều gì cũng đã từng đứng trên sân khấu, cũng là một nghệ sĩ. Tại sao bán rẻ vậy anh? Tại sao vậy? Bao nhiêu cái thứ anh cống hiến trong đời anh, nó rực rỡ nhất là tại thời điểm anh binh bé Hồng Loan. Tất cả mọi thứ tốt đẹp của anh, nó rực rỡ, nó thơm nhất, nó phát hương nhất tại là ngay cái thời điểm anh binh bé Hồng Loan. Rồi bây giờ anh quay lưng anh thấy anh hạnh gì? Rồi anh cố gắng, anh lên anh vẫy vùng, rồi anh bịa đặt, rồi anh nhận thông tin tùm lum tùm la, anh truyền tải, tại anh ở nước ngoài anh nói cái gì cũng được. Đúng không? Anh ở nước ngoài mà, anh công dân Mỹ, nói tùm lum tùm la luôn, giờ ai làm gì được anh? Rồi chính vì anh nghĩ rằng người ta không làm gì được anh, cho nên anh càng nói anh càng đi xa. Mà tôi nói thiệt, nếu như một ngày nào đó, khi mọi chuyện nó kết thúc, tại vì nó phải kết thúc, không thể nào nó kéo dài như tới suốt cuộc đời được.
bất kỳ một cái drama nào thì nó có khởi đầu thì nó sẽ có kết thúc. Anh có dám về Việt Nam không? Anh có dám về Việt Nam nữa không? Mặt mũi nào anh gặp những cái người liên quan đến cái câu chuyện này? Anh còn cơ hội nào để có thể về Việt Nam để đứng lên sân khấu diễn không? Anh về Việt Nam anh có dám không đeo khẩu trang không anh Lê Tính? Ăn hồng dịch lộn đó nha, không giỡn đâu. Ăn hồng dịch lộn liền đó. Thiệt, trong tất cả những người mà Nam hay phản biện đó, Nam nói thiệt luôn, ví dụ như Thám Tử Cao, Nam vẫn thích là phản biện với mấy. À, chỗ Mi Xuân thì Nam dừng lại ở lời khuyên. À, chỗ chị Trang Mina thì có thể là ngày mai Nam sẽ có đôi lời là phản biện hay là khuyên thì suy nghĩ thêm. Tại vì thực sự là trong các cái câu chuyện đây thì thực sự là Nam vô sao, nhưng mà bây giờ là Nam gây thù chú quán với hết cả mọi người rồi. Nhưng mà thôi thì Nam cũng nói lên cái tiếng nói của lòng Nam, công tâm mà nói thôi, kệ không sao. Mà tôi nói ông Lê Tính ra đường á là phải bịt khẩu trang, thì cái việc đầu tiên của tôi bây giờ ra đường là tôi phải bịt khẩu trang đó mọi người. Bây giờ là Nam ra đường là Nam trốn xuôi trốn mũi, cũng khổ lắm, không biết ai địch theo phe ta nữa. Xui xui kèo nó phe địch, trời ơi nó ký đầu tôi á. Không, mình phải thực tế, mình phải thực tế. Giờ mình ở ngoài sáng là mình chết liền, là mình bây giờ phải là lấy khẩu trang mình tập lên mình đi với mẹ ơi. Đi cái nơi nào nó lạ lạ rồi ngay fan của Thám Tử Cao nó bêm tôi đó. Rồi biết là có pháp luật đó, nhưng mà tới lúc mà chú Âu Xanh đến rồi tôi chèm bẹp luôn rồi làm sao. Mới hù ông Lê Tính là ra đường có dám có ra không, mà bây giờ là mình nghĩ lại là mình thấy mình cũng hơi rén. Nam rén liền. Nam sẽ không dùng từ nặng nề bất lịch sự, ví dụ như là chỗ chị Mi Xuân hay là chỗ chị Trang hay chị Cao, Thám Tử Cao, làm phản biện trên những gì họ nói. Mong là những anh chị em đó hiểu trong câu chuyện này Nam không có ác ý, không có cá nhân, chẳng qua là Nam thấy nói không đúng, Nam phản biện thôi. Nhưng riêng anh Lê Tính thì Nam nói thiệt lần Nam khinh thiệt, riêng anh Lê Tính là Nam khinh luôn. Một con người phản phúc đúng rồi đó. Ủa không phải. Tính không quay lưng Hồng Loan không đâu bằng anh hai. Chị Thanh Thúy có thể nói đúng đó, nhưng mà anh hai là một cái dạng khác mà. Anh hai là một cái dạng khác mà. Mọi người nên về coi lại bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mọi người nên coi lại cái bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, và trong đó có một cái nhân vật rất là hay là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần đó. Đó là một trong những cái người mà Nam cũng một cái nhân vật mà ông Kim Dung cũng xây dựng cũng khá hay. Bề ngoài thì đạo mạo nghiêm trang, nói năng là lễ độ, hành xử bên ngoài thì lúc nào một người quân tử, nhưng thầm thẩm ở bên trong nó là một cái tên là Ngụy Quân Tử. Mà người ta nói là thà là một chân tiểu nhân mẹ đi sao hết rồi, để sao vậy xong chứ đừng trở thành tử. Cái vấn đề nó nằm ở đó. Ví dụ như anh chị để ý, mình để ý cái này, nếu như chúng ta mà sống cỡ tuổi như Nam á, thì chắc có thể sẽ nhìn ra là những anh em xã hội đó, những anh em ở ngoài xã hội, mà những mình nói là những anh em đang sống bằng cái nghề xã hội, thì trong mắt người đời là người ta xấu đúng không? Làm đủ mọi nghề, cho vay nặng lãi rồi bắn rồi buôn bán hàng cấm ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự luôn á, những cái người đó thà là một như vậy luôn, nhưng mà người ta sống nét nào ra nét đó, dọc là dọc mà ngang là ngang, chứ kiểu mà tỏ ra mình là một người tốt để rồi á. Mà bà tiên mà nói đất đất á, bà tiên ở đây anh, bà tiên là viết bài hát viết bài khổ, ai dính vô câu chuyện của đầu giờ cũng một năm qua là cũng mệt mỏi lắm rồi. Ai bị tổn thương hết, ai cũng bị tổn thương hết, kể cả những người không liên quan nhảy vô cũng dính trưởng luôn. Đang khơi khơi sống một mình yên ổn ngon muốn chết luôn, cuối tuần về trồng tre băng, bây giờ ngày phải ngồi đây chém gió bị nó chửi lại thằng luật sư câu lai.
Không, mà thật sự mọi người, công việc của Nam mà nếu Nam chu toàn á, là tốt á. Thời buổi bây giờ là thời đại 4.0 mà, thời đại công nghệ thông tin, thời đại mà là truyền thông nó quan trọng. Thì một công ty mà như một công ty luật bây giờ mà có một nhân sự mà như Nam, trời ơi đừng nói. Nếu mà hiện tại giờ Nam mà làm công cho ai á, thì đừng nói lương 5.000 đô, 5.000 đô dễ gì thuê được Nam. Hôm nay vui á, vui vì nghe tin được Ni về. Tại vì thật sự mà nói là tính cách của Ni là Nam biết. Tuy rằng chưa gặp nhau bao giờ, nhưng Nam biết người con gái này, cô gái này là một người gọi là sao ta? Ưng oán phân minh. Bạn này là một người phụ nữ là sẽ là một người ân phân minh. Bạn kính người ta một ly, người ta sẽ kính bạn là một thước. Rồi bạn trăm một, Ni sẽ trọng lại bạn 10. Mà bạn đá, mà bạn lỡ mà đá Ni một cái là Ni nó đá lại cho 100 cái. Nam cảm nhận được cái này là Nam nói nha. Ni mà lỡ có nghe cái này thì đừng mà không đúng, đừng có buồn Nam nha. Cái người phụ nữ một người phụ nữ thông minh nha, một người phụ nữ quyết đoán nha, mà trong đó nó có cái máu đàn ông ở trong đó, thì họ sẽ lợi hại hơn một thằng đàn ông thông minh. Cô chú mình tin Nam chưa? Nếu một người đàn ông thông minh giỏi đó, nhưng nếu mà đặt gần một người phụ nữ thông minh thì cái sự lợi hại của họ đó nó phải gấp đôi người đàn ông. Thì đôi khi người phụ nữ họ hành xử đôi lúc nó thiệt tình hơn người đàn ông đó. Mà như Ni là một người thông minh, một người rất đặc rồi, ân đền oán trả, kính một thì tôi kính lại 10, mà đá vô đứt tôi một cái thì tôi xuất vô mặt một cái. Mọi người cứ chờ đi. Tuy rằng không gặp nhưng mà tại vì Nam có nói đó, Nam đã từng có một khoảng thời gian nghiên cứu nhiều về tâm lý. Cho nên là nhìn bạn Ni thì không phải đơn giản đâu. Nói cái việc mà những người xung loan đó, ví dụ như chị Mi Xuân chị có nói đó, là Ni là không ai tiếp cận Hồng Loan. Ni là không cho ai Hồng Loan thân, không cho Hồng Loan thân với ai. Thực tế trong cái câu chuyện này, Ni mà không làm như vậy thì cái chỗ nhà số 5 nó như cái nồi cám heo vậy. Nó sẽ loạn đảng lên á. Ai cũng nhìn thấy cái Loan nó giống như cái cục mỡ vậy mọi người, giống như là cái miếng thịt gì đó. Mà ai nhảy vô mà cái Loan nó không sáng suốt nhận ơn nghĩa đó thì sau này nó trả làm sao? Bởi Ni nó phải dựng một cái hàng rào xung quanh em đó. Mà chính vì nó yêu thương bé Loan thật lòng, nó mới làm điều đó. Chứ nếu như nó đến như người khác, nếu như Ni cũng như cả những người khác đến đó để mượn danh tiếng trong một cái khoảng thời gian đó để trục lợi, thì Ni nó không có làm quyết liệt đến mức độ vậy đâu. Nó sẽ cùng chung tay nắm tay từ Bắc vô Nam á, nắm tay ai đến. Tại vì sao? Nhiều người mà giúp Loan đồng nghĩa với việc Ni nó sẽ đỡ tốn tiền. Mọi người nên nhớ điều đó. Thời điểm đó Loan nó rất khó khăn. Cô chú lại, thời điểm đó Loan cực kỳ khó khăn luôn. Nghe câu chuyện mà đến cái bàn thờ của cha mình mà không có tiền để mua, trong khi gom vô đi mọi người chút, có phải là Ni nhẹ nhàng không? Mà cái cách sống của Ni nó cực kỳ hay ở chỗ vậy nè. Nó cho nhưng mà nó không để cho người ta bị mang ơn vãi đấy. Tức là cái cách của Ni nó thừa sức, nó giúp một phát một luôn. Ví dụ, tại vì theo cái câu chuyện này là Nam thấy được rằng là Ni hay lắm. Cái cách cứ ứng xử hay lắm. Trước khi mua bàn thờ là Ni nói em điện cho anh hai đi, điện cho anh hai mới điện cho chị ba. Tức là đây, không biết là có phải là có tâm lý để thăm dò cái tình cảm của anh em hỏi không, nhưng rõ ràng là trong cái cách hành xử của Ni là nó đầy đủ vừa lý trí và vừa tình cảm luôn. Trong khi cái chuyện đó ai cũng muốn nhảy vô để mỗi người dính miếng thơm, rõ ràng là bây giờ là cái bông hoa nó đang tỏ nét hơn, ai cũng muốn chạy gần lại để hửi miếng. Thì Ni nó không thương thật lòng thì bây giờ nó đứng xung quanh đó, nó giả bộ nó hơi giơ tay thôi, ok em chị thương em, ok chị thương em, ok chị thương em, xong rồi ai nhảy vô nó nói giờ vô đó, giờ muốn mua cái gì đó là chúng ta cùng tự hùng lại đi, hoặc là đang muốn làm một cái việc gì đó chúng ta cùng gom góp lại đi, thì có phải nó đỡ tốn không? Ông trời ông nói có cái câu là cái của cho nó không bằng cách cho, cái của cho nó không bằng cách cho. Cách cho của Ni
Bé Mớm nó hoàn toàn nhẹ nhàng, tức là như nước chảy thành sông, giống như một cái người thân của mình vậy đó.